Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Tăng cường phòng chống dịch COVID-19 đối với người bệnh, người cao tuổi. Sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đón thêm 2 chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ quốc gia có dịch trở về. Nhà máy sấy An Lạc ở Yên Bái xả thải gây ô nhiễm. Trước tiên là thông báo của Bộ Y tế. Bộ Y tế vừa phát đi thông báo khẩn số 5 về các chuyến bay có hành khách mắc COVID-19, bao gồm EK-394 của Emirates từ Dubai đến Nội Bài ngày 12 tháng 3 năm 2020, QR-976 của Qatar Airways từ Doha đến Nội Bài ngày 17 tháng 3 năm 2020. Bộ Y tế đề nghị tất cả các hành khách trên các chuyến bay nói trên liên hệ ngay với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật các tỉnh, thành phố để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe. Các đại lý bán vé cho các hành khách trên có trách nhiệm thông báo cho hành khách đã mua vé bay trên các chuyến bay này. Như vậy, đến thời điểm này, có 19 chuyến bay được xác định có người mắc COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, để chủ động phòng ngừa cho đối tượng có nguy cơ cao, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo phối hợp với các cơ quan liên quan có các hành động cụ thể nhằm tăng cường phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho người cao tuổi, người có các bệnh lý, các đối tượng có nguy cơ khác, cụ thể như sau. Thống kê và lập danh sách quản lý chặt chẽ sức khỏe người cao tuổi, đặc biệt là người có các bệnh lý nền và các đối tượng có nguy cơ cao mắc bệnh khác. Khuyến cáo và thông báo cụ thể tới các gia đình có người cao tuổi, người có các bệnh lý nền và các đối tượng có nguy cơ cao, hạn chế tối đa ra ngoài, khu vực công cộng tiếp xúc với người khác. Khi có vấn đề về sức khỏe phải liên hệ ngay với y tế xã, phường, bác sĩ gia đình. Trong trường hợp thật sự cần thiết, cấp cứu mới đến cơ sở y tế khám chữa bệnh. Các cơ sở y tế thực hiện việc cấp phát thuốc điều trị các bệnh mãn tính với thời gian dài hơn cho tất cả các đối tượng, với thời gian tối thiểu là 2 tháng. Thực hiện khai báo y tế điện tử hoặc hồ sơ điện tử đầy đủ, trước hết ưu tiên khai cho người từ 60 tuổi trở lên và người có các bệnh lý nền, bệnh không lây nhiễm hoặc các bệnh lý khác. Mới đây, Bộ Y tế đã yêu cầu các cơ sở y tế bố trí đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân đạt chuẩn cho tất cả nhân viên y tế, đặc biệt là khi thực hiện khám sàng lọc, các kỹ thuật cận lâm sàng, chăm sóc và điều trị trực tiếp người nhiễm hoặc nghi nhiễm COVID-19. Theo đó, tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm hướng dẫn phòng và kiểm soát bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona 2019 trong cơ sở khám bệnh chữa bệnh. Bố trí đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân đạt tiêu chuẩn cho tất cả nhân viên y tế, thực hiện tiếp nhận phân luồng, sàng lọc cách ly người bệnh theo quy định, tăng cường kiểm tra, giám sát, tuân thủ các quy định về phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 của nhân viên y tế, người bệnh và các đối tượng liên quan, báo cáo kịp thời các cơ quan chức năng khi có các sự cố, tình huống bất thường liên quan đến bệnh dịch theo quy định. Nhằm đảm bảo an toàn, giảm thiểu tới mức thấp nhất lây nhiễm bệnh cho nhân viên y tế, người bệnh khác và cộng đồng, Bộ Y tế đã ban hành công văn số 1394 yêu cầu tăng cường phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 cho nhân viên y tế. Bộ Y tế yêu cầu tất cả các cơ sở y tế bố trí đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân đạt tiêu chuẩn cho tất cả nhân viên y tế, đặc biệt là khi thực hiện khám sàng lọc, các kỹ thuật cận lâm sàng và chăm sóc và điều trị trực tiếp người nhiễm hoặc nghi nhiễm COVID-19. Thông tin nhanh từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Điện Biên, 3 trường hợp đi cùng chuyến bay SQ-176, một trong 8 chuyến bay có bệnh nhân nhiễm COVID-19 đã được Bộ Y tế thông báo được cách ly y tế tập trung tại Bệnh xá Quân y D-40, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên, bước đầu có kết quả âm tính. Cả 3 trường hợp này hiện đều đang được cách ly y tế tập trung tại Bệnh xá Quân y D-40, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên với sức khỏe ổn định, không có biểu hiện ho, sốt, tâm lý thoải mái. Ngoài 3 trường hợp này thì hiện Bệnh xá Quân y D-40 cũng mới tiếp nhận thêm 5 công dân vào cách ly tập trung tại đây. Trước đó vào đêm ngày 18 tháng 3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên đã tiếp nhận 37 trường hợp công dân Việt Nam từ Lào về nước và đưa vào cách ly tại khu cách ly trường quân sự tỉnh Điện Biên. Nhờ được sự chuẩn bị chu đáo nên việc tiếp đón cách ly diễn ra khẩn trương, khoa học, đúng quy trình. Cơ quan chức năng cũng đã làm các thủ tục tiến hành kiểm tra khai báo y tế, đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe nhanh các trường hợp này để tiến hành đưa vào khu cách ly theo quy định. Các công dân vào khu cách ly được sắp xếp ổn định chỗ ăn, chỗ ở, đáp ứng những nhu cầu tốt nhất trong sinh hoạt. Hàng ngày được theo dõi sức khỏe thường xuyên, đo thân nhiệt. Có diễn biến bất thường sẽ được chuyển sang khám lấy mẫu xét nghiệm. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, tỉnh Hà Giang đã tăng cường nhiều biện pháp phòng chống dịch. Điều này đã được người dân hưởng ứng. Ghi nhận của phóng viên. Tại chốt chặn kiểm tra y tế khu vực Cầu Trì thuộc thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang,
Đây là cửa ngõ chính của tỉnh nằm trên quốc lộ 2, giáp danh với tỉnh Tuyên Quang. Vì vậy, lưu lượng phương tiện và lượng người đi lại vào địa bàn tỉnh là rất đông. Để đảm bảo cho công tác phòng chống dịch COVID-19, lực lượng liên ngành được phân công nhiệm vụ thường xuyên túc trực 24/24 giờ để kiểm tra thân nhiệt và lộ trình di chuyển cá nhân của tất cả những người từ ngoại tỉnh vào Hà Giang. Do đó, mỗi cán bộ chiến sĩ làm việc tại đây luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đồng thời yêu cầu công dân chấp hành nghiêm túc việc kiểm tra y tế, khai báo thông tin cá nhân trước khi đến Hà Giang. Mình vào là mình thực hiện khám đo thân nhiệt này, rửa tay và lý lịch, kê khai lý lịch đầy đủ. Mình sẽ trung thực và chấp hành tốt. Mình cũng mong là mọi người có ý thức thật là tốt, trung thực, khai báo đầy đủ, không gian dối. Và điều đó là tốt cho mọi người bởi vì sẽ cách ly được tất cả cho mọi người, tránh lây lan trong cộng đồng. Tính từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 3, lực lượng liên ngành đã tiến hành kiểm tra với tổng số trên 12.000 lượt người, trong đó công dân là người Việt Nam là 11.754 người, công dân là người nước ngoài là 261 người. Bên cạnh đó cũng tiến hành khử trùng 5.160 phương tiện. Lực lượng cũng tiến hành kiểm tra chặt chẽ việc kê khai y tế, trong đó có kiểm tra thân nhiệt, tư vấn phòng chống dịch bệnh. Thì chúng tôi luôn luôn là thực hiện đúng theo cái hướng dẫn cũng như là chỉ đạo của Bộ Y tế, của Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng như là các cái khuyến cáo thực hiện tốt trong cái công tác quản lý cũng như là kê khai y tế đối với các cái khách từ các địa phương khác vào địa bàn tỉnh. Mà chúng tôi đặc biệt là các cái khách nước ngoài thì chúng tôi thì thực hiện trong những cái kê khai rất là chặt chẽ. Với quyết tâm cao trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là việc thành lập các chốt chặn để kiểm tra y tế đối với tất cả các công dân là người Việt Nam hay người nước ngoài ở các địa bàn giáp danh với các tỉnh và ở khu vực biên giới sẽ góp phần đảm bảo cho công tác phòng chống dịch một cách có hiệu quả. Tại Quảng Ninh, sân bay quốc tế Vân Đồn tiếp tục đón hai chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ quốc gia có dịch COVID-19 trở về. Hai chuyến bay số hiệu VN-357 và VN-331 của hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines đưa 98 công dân Việt Nam từ Fukuoka và Kansai, Nhật Bản về nước. Các máy bay được hướng dẫn đỗ tại vị trí cách biệt, đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động chung của sân bay Vân Đồn. Toàn bộ đội bay và hành khách hành lý đi kèm được kiểm tra giám sát y tế, khử trùng theo quy định đặc biệt. Các công dân được xe chuyên dụng đưa về cách ly tại các địa phương theo quy định. Từ ngày 10 tháng 2 đến nay, sân bay Vân Đồn đã đón 18 chuyến bay, đưa 2.347 công dân Việt Nam và 160 người nước ngoài từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và một số nước châu Âu về Việt Nam an toàn. Tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng rà soát, đảm bảo quy trình phòng dịch nghiêm ngặt theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Việc đưa công dân Việt Nam từ các nước có dịch COVID-19 về nước thể hiện tính nhân văn, nhân đạo của Đảng và Nhà nước ta. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương, đến nay, cơ quan chức năng đã xác định được có 101 trường hợp có tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp với ca bệnh số 73, dương tính với virus SARS-CoV-2. Trong đó có 51 trường hợp tiếp xúc trực tiếp F1 và 50 trường hợp tiếp xúc gián tiếp F2. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã lấy mẫu bệnh phẩm những trường hợp có nguy cơ nhiễm để xét nghiệm và tiến hành cách ly tất cả các trường hợp trên. Ngay trong đêm 18 tháng 3, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 huyện Thanh Miện đã tổ chức họp khẩn và tiến hành khoanh vùng khu vực gia đình bệnh nhân để phun thuốc tiêu độc khử trùng, phát thuốc sát khuẩn cho người dân. Tổ chức chốt chặn tại 5 điểm ra vào thôn Tiêu Sơn, kiểm soát chặt chẽ người ra vào. Ca bệnh thứ 73 là nam 11 tuổi ở huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Bệnh nhân về Việt Nam trên chuyến bay VN0054. Hiện bệnh nhân đang được cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Miện, tình trạng sức khỏe ổn định. Tính đến hết ngày 18 tháng 3, toàn tỉnh Hải Dương có 81 trường hợp cách ly tại các cơ sở y tế và 1.177 trường hợp cách ly tại nơi ở. Hiện nay, khẩu trang và nước rửa tay là hai mặt hàng được người dân quan tâm và lựa chọn sử dụng nhiều trong mùa dịch. Đây cũng là cơ hội để các đối tượng trục lợi bằng việc sản xuất các loại nước rửa tay không đảm bảo chất lượng, thậm chí có chứa hàm lượng cồn công nghiệp methanol khá cao, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng. Thời gian qua, các vụ việc sản xuất nước rửa tay không đảm bảo chất lượng đã được cơ quan quản lý thị trường phát hiện và thu giữ. Với giá thành rẻ nên không ít cơ sở sản xuất đã dùng cồn methanol vào thành phần dung dịch. Điều đáng nói, người dân khó có thể phân biệt được bằng quan sát thông thường. Thật ra thì bọn tôi cứ thấy gọi là nước rửa tay khô này.
sát khuẩn, diệt trùng là cứ thế là mua thôi. Cũng không để ý là hãng nào, bởi vì trong thực tế không có chuyên môn. Mà không có chuyên môn thì cũng không thể đánh giá được hết. Cho nên là vẫn cứ dùng theo kiểu tự do, tự phát ấy. Theo các chuyên gia, cồn ethanol là một trong những thành phần chính của dung dịch rửa tay khô, giúp việc sát khuẩn nhanh và tiện lợi. Việc dùng cồn methanol vào thành phần dung dịch thay cho ethanol sẽ gây tác dụng ngược mà thậm chí gây nguy hiểm cho người dùng. Ngay tại Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Hà Nội, từ giữa tháng 2 đến nay đã tiếp nhận giám định gần 40% sản phẩm nước rửa tay không đạt chất lượng. Như chúng ta đã biết thì methanol thì rất là gây độc, độc với lại cả thần kinh thị giác. Rồi khi mà mình dùng lên để xoa lên tay, để rửa lên tay thì nó có lưu lại. Và hai nữa là methanol bay hơi thì sẽ gây rất là độc đối với lại cả người tiêu dùng. Methanol mà mình dùng thường xuyên, dùng liên tục đến như vậy thì cái ngộ độc đấy nó sẽ diễn ra từ từ và ảnh hưởng rất là nhiều đến thần kinh thị giác. Để phát hiện và phân biệt được methanol và ethanol ấy, thì hiện tại chỉ có thể phân tích trong phòng thí nghiệm và thiết bị hiện đại thì mình có thể phân biệt được. Còn nếu về cảm quan bên ngoài thì rất là khó phân biệt. Khi lựa chọn sản phẩm thì nên chọn những sản phẩm có số đăng ký thuốc ấy. Thì khi đó là các nhà sản xuất thì lựa chọn nguyên liệu đầu vào và ra tuân thủ các tiêu chuẩn khi sản xuất thì sẽ yên tâm hơn ạ. Các chuyên gia khuyến cáo cồn methanol trong nước rửa tay rất khó để nhận biết. Vì vậy, người dân cần tìm nguồn mua bảo đảm, tìm hiểu kỹ trước khi mua. Bên cạnh đó, các cơ sở kinh doanh mặt hàng này cũng cần kiểm tra xem sản phẩm có giấy chứng nhận đầy đủ trước khi đưa vào lưu hành. Chương trình sẽ được chuyển sang một số những thông tin đáng chú ý khác. Việt Nam Airlines cho biết do diễn biến của dịch bệnh COVID-19 ngày càng nghiêm trọng và chính sách hạn chế nhập cảnh, đóng cửa biên giới giữa các nước, nên hãng tạm ngừng các đường bay quốc tế đến hết ngày 30 tháng 4. Cụ thể, các đường bay Đông Nam Á gồm Singapore, Thái Lan, Indonesia, Lào, Campuchia, Myanmar sẽ tạm dừng khai thác 2 chiều từ ngày 21 tháng 3. Đường bay Anh, Nhật Bản tạm dừng 2 chiều từ ngày 23 tháng 3, trong khi đường bay Đức, Úc tạm dừng chiều Việt Nam đi từ ngày 24 tháng 3, chiều về Việt Nam từ ngày 25 tháng 3. Trước đó, Vietnam Airlines cũng đã tạm dừng khai thác các đường bay giữa Việt Nam với Trung Quốc, Hồng Kông, Macau, Hàn Quốc, Pháp, Nga, Malaysia và Đài Loan. Với các hành khách bị ảnh hưởng, Vietnam Airlines cho biết hãng sẽ miễn lệ phí và điều kiện thay đổi ngày bay, thay đổi hành trình trên vé cho tất cả hành khách quốc tế bị ảnh hưởng vì dịch xuất vé trước ngày 25 tháng 3. Sau khó khăn do thiếu nguồn cung nguyên liệu từ thị trường Trung Quốc tạm ổn, thì mấy ngày qua, nhiều nước châu Âu và Mỹ thực hiện lệnh phong tỏa đóng cửa biên giới đã gây ra nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất, gia công hàng may mặc trong tỉnh Hưng Yên. Hiện các doanh nghiệp đang nỗ lực tìm nhiều giải pháp để khắc phục khó khăn nhằm giữ ổn định sản xuất. Cùng với việc chủ động tìm kiếm để đa dạng nguồn cung nguyên liệu, đa dạng thị trường xuất khẩu, thì sản xuất khẩu trang cũng là một trong những đơn hàng mới mà nhiều doanh nghiệp may trong tỉnh đã ký kết để sản xuất. Nó vừa giúp doanh nghiệp có thêm đơn hàng, vừa giữ ổn định được việc làm và thu nhập cho người lao động. Trước và sau cái dịch thì công việc của chúng tôi vẫn ổn định, chưa phải giảm thời gian làm hoặc là chưa phải nghỉ nghĩa gì liên quan đến dịch. Theo ông Nguyễn Xuân Dương, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam, ở giai đoạn đầu dịch COVID-19 để khắc phục khó khăn, nguồn cung nguyên liệu cho sản xuất từ thị trường Trung Quốc, các doanh nghiệp trong nước đã chủ động, linh hoạt trong tìm kiếm đa dạng đối tác cung cấp nguyên phụ liệu. Trong đó có không ít chi tiết, thay vì nhập khẩu thì nay đối tác đã đồng ý sử dụng sản phẩm trong nước để thay thế. Trước việc một số nước châu Âu và Mỹ phong tỏa, đóng cửa biên giới để chống dịch sẽ làm gián đoạn xuất khẩu và giảm quy mô đơn hàng. Do đó, việc cần làm trong lúc này là doanh nghiệp trong nước phải chủ động tìm kiếm những đơn hàng thị trường mới nhằm chống lại những khó khăn được dự báo là sẽ còn lớn hơn đối với hai thị trường tiêu dùng lớn của thế giới là châu Âu và Mỹ trước ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Sau khi mà hai cái trung tâm dịch lớn đó là châu Âu và Mỹ thì đã bắt đầu ngấm đòn rồi. Và chính họ đã thông báo cho tất cả những cái mặt hàng mà xuất khẩu từ Việt Nam trong giai đoạn này tạm dừng chưa xuất khẩu. Thì đây có thể nói là một cái việc mà chúng tôi rất là lo. Hưng Yên là một trong 5 tỉnh có quy mô các doanh nghiệp sản xuất gia công hàng may mặc lớn nhất của cả nước. Với hơn 60.000 lao động, gần 80% các sản phẩm may mặc của tỉnh
cũng như cả nước được xuất khẩu vào thị trường châu Âu và Mỹ. Vì vậy, việc nhanh chóng triển khai các chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với doanh nghiệp trong lúc này vừa để giữ ổn định sản xuất, vừa để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ra công văn sửa đổi bổ sung, ban hành kế hoạch thời gian năm học sau khi nghỉ chống dịch COVID-19. Theo đó, một số mốc thời gian thay đổi như sau: kết thúc học kỳ 1 trước ngày 20 tháng 1, hoàn thành chương trình sách giáo dục học kỳ 2 trước ngày 11 tháng 7 và kết thúc năm học trước ngày 15 tháng 7. Nhà trường xét công nhận chương trình tiểu học và tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 31 tháng 7, tuyển sinh lớp 10 hoàn thành trước ngày 15 tháng 8. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục báo cáo tình hình chuẩn bị năm học và tổ chức khai giảng năm học 2020-2021 trước ngày 10 tháng 9. Sơ kết học kỳ 1 được tổ chức trước ngày 30 tháng 1 năm 2021. Tổng kết năm học, báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua và đề nghị xét khen thưởng năm học trước. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, dạy học trên truyền hình là một giải pháp tình thế. Tất cả các thầy cô giáo tham gia chương trình đều chưa từng giảng dạy trên sóng truyền hình, nhưng vẫn đang nỗ lực trau dồi kinh nghiệm, chuẩn bị kỹ lưỡng để có những bài giảng hay, hấp dẫn. Giảng dạy tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Thiện Thuật, huyện Khoái Châu, một trong những trường chất lượng cao, trình độ học sinh đồng đều, đa số có học lực khá giỏi, nên khi giảng dạy trên truyền hình, cô giáo Lê Thị Thúy Vinh luôn trăn trở, tìm phương pháp để bài giảng vừa có tính đại trà, vừa có kiến thức nâng cao. Trong bài giảng, tôi phải sử dụng tiếng Việt nhiều hơn để giải thích cho các em, để minh họa cho các em. Chứ tôi cũng không sử dụng tiếng Anh nhiều trong lớp như là đối với đối tượng học sinh của tôi. Phải trăn trở, trao đổi với đồng nghiệp làm sao mà lựa chọn được những kiến thức, những câu từ, những vấn đề nó thân thuộc, nó dễ hiểu, nó gần gũi với các em. Triển khai dạy học trên truyền hình, Sở Giáo dục và Đào tạo đã huy động 29 giáo viên ở 3 bộ môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh. Đây đều là những giáo viên cốt cán tại các huyện, thành phố, thị xã. Dù đã có kinh nghiệm chuyên môn dày dặn, nhưng lần đầu đứng dưới ánh đèn trường quay, các thầy cô không khỏi bỡ ngỡ. Việc dạy học qua truyền hình không chỉ chú trọng đến bài giảng mà còn phải rèn luyện cách diễn đạt và chăm chút cả phần ngoại hình. Giảng trên truyền hình thì chúng ta phải cần thời gian chuẩn bị lâu hơn, mình sẽ phải chuẩn bị rất nhiều bước, từ bước soạn bài, bước chạy thử, bước giảng thử và chúng ta xem lại những phần đã giảng thử để rút kinh nghiệm. Rồi cuối cùng chúng ta mới đưa vào giảng chính thức như ngày hôm nay. Học qua truyền hình không có sự tương tác trực tiếp mà chỉ là truyền thụ kiến thức một chiều. Vì thế, đòi hỏi giáo viên có sự chuẩn bị chi tiết, tỉ mỉ hơn. Cái áp lực của chúng tôi là có. Tất cả đồng nghiệp của chúng tôi cũng đều cảm thấy áp lực. Và áp lực đó là làm như thế nào bài giảng của chúng tôi cả làm nó phong phú hơn để làm sao học sinh tiếp nhận được tri thức một cách nhanh nhất, hiểu bài nhanh nhất và có thể vận dụng kiến thức lý thuyết và làm sao khơi dậy cho các em mà các em ở nhà nhưng các em vẫn có thời gian để học. Dù ít kinh nghiệm với hình thức đào tạo này nhưng đội ngũ giáo viên tham gia chương trình đều nỗ lực chuẩn bị kỹ lưỡng. Người giảng dạy trước, hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm cho người đi sau. Tất cả đều nỗ lực về một mục tiêu, xây dựng những bài giảng hay, hấp dẫn nhưng vẫn đầy đủ kiến thức cho học sinh. Thời gian qua, người dân ở xã Tô Mậu, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái rất bức xúc khi chứng kiến cảnh nguồn nước thải màu vàng từ xí nghiệp sản xuất giấy xã An Lạc xả thẳng ra suối, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất nông nghiệp. Theo phản ánh của nhiều hộ dân tại xã Tô Mậu thì hoạt động sản xuất giấy của xí nghiệp An Lạc nằm ngay con suối Làng Chạp, giáp danh giữa hai xã Tô Mậu và An Lạc. Theo ghi nhận, từ bên kia suối, hai ống thải to, hàng ngày mỗi khi nhà máy hoạt động, nước màu vàng bốc mùi khó chịu được xả thẳng ra suối. Việc xả thải như vậy khiến bà con nông dân nằm ở hạ lưu của suối thuộc thôn Làng Mường, xã Tô Mậu không thể lấy nước phục vụ làm đất. Mặc dù người dân đã có ý kiến kiến nghị lên xã và nhà máy nhưng chưa được giải quyết triệt để. Được biết, xí nghiệp An Lạc của công ty trách nhiệm hữu hạn Habenco Yên Sơn tiếp nhận từ lâm trường Lục Yên vào năm 2014. Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh vừa phá chuyên án lớn, bắt một đối tượng về hành vi buôn bán ma túy trái phép. Trước đó, khoảng 20 giờ 15 phút tối 18 tháng 3 tại khu vực thôn 2, xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai, Công an tỉnh Lào Cai đã bắt một đối tượng khi đang vận chuyển trái phép 5 bánh heroin và thu giữ một xe ô tô, 2 triệu đồng, 3 điện thoại di động, một gậy sắt, một dao nhọn và một số tài liệu khác liên quan. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh xác định đối tượng Nguyễn Trọng Hà, sinh năm 1954, có hộ khẩu thường trú tại phường Bắc Sơn, thị xã Phú Yên, tỉnh Thái Nguyên, đang có biểu hiện móc nối với một số đối tượng tỉnh ngoài mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy thẩm lậu ra nước ngoài qua địa bàn tỉnh Lào Cai. Đối tượng Hà đã nằm trong tầm ngắm của lực lượng chức năng vì có liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy.
Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.